Một trời mênh mông thần mời ông bơ thoái chân dùng khắc thường. Trèo về đến làng xa, khoan du khoan.
du không lệnh ngọc ba chỉ sai muốn muốn đô 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 khăn du không đô đô thổ trò khăn họ không tiền mua cha đầu khoan khoan du khoan quay mũi thuyền khoan khoan du khoan chèo đua về đi khoan khoan du khoan đã tới bên ông bà ơi con xin ông gác mái thả câu nói gió lay cành gần hay xa tay tiền giót trên đi rượu nhất tuần sơ nâng lên điện ngọc để các cô nâng vào là mời dứt ông bơ hòa sư các cô nâng mời dứt ông bơ hòa sư dâng ơi nhị tuần á dâng đến bì ngọc các cô dâng mời là mời giúp con hoàng bơ rơi á rơi giúp ông đầu rơi hội quần tiên rót ni chén rượu đào tam tuần chung nâng lên điện ngọc để các cô nâng mời là mời rước ông bơ hoàng sư các cô nâng mời rước ông bơ hoàng sư sao nỡ chia tay bởi bách gia trăm họ
còn sao đành. Long lanh sang khê mấy thiên sông ai, long long lanh sang khê thiên sông cô ba thải sức ông bơ về đến lanh sang xe ra hồi cung chốn ấy phong quang đất bảo chốn ấy phong quang mang gì các quận ni sơn trang quy đầu
thinh thành phàng ngày hội phú khắp kinh thành nô nức họ bảo nhau ông bảy hoàng ngân ngư vì đã nghe ai hò tiếng ai hò bên bờ sông mã ai lên trái út lào cai cho ông bảy hoàng nhắn đôi bà hò là ơi rằng ta vui sao bằng các ghế ngày hôm nay. Thank you.
có thơ trên bảo hà có lắm cảnh vui thân. Quan hoàng bày vui với phù sung với cầm kỳ thi tử thu vui vây say thú say thơ mà chiều nay ông bảy ngồi say câu hát. Ông say ngỡ tan bồng tên bệnh rồi say 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 cùng tuế nguyệt trên đỉnh non xanh khen ai khéo đúc nghĩ bầu nến phàm trần là xưa nay hồ dễ ai hầu lên được tìm lên trên bảo hà, ô tiền cảnh thần thiên trên bảo
con nam mi tao bắt đầu mệnh trần xa lão ấu chết biên họ nguyện con yếu thuật mà thả tu nhân tích minh đức ông bảy phê cho rõ ràng chuyên đi hại người chẳng ngờ trước khi thời xưa lỗi nhầm này ông nghĩ xa chi đâu hại nhân đi nhân hại khổ đi cho thoát thân phần thanh cao chữ thương thường treo cao xa ngọc mà chữ công dung từ đức khuyên ghi họ nguyện con kinh nghe bái tấu quỳ bảo hà có ông hoàng bảy ông về độ trì ông chứng nghe tất ông bảy cầm ma khất đầy mừng ông lấy chữ tội chữ phúc để mà cất nay đừng có trọn vẹn muôn phần nghề chữ tâm mà đánh mất ông bảy cầm ma cất sao cho bằng ngôi đền thờ cô bé thất na lạy là nhà sai thập mà nhi tiên nàng cô nào việc ấy mau mau sửa sang xa đừng chờ mà vừa ý ông bảy gật gật đầu vỗ gối ban khen nàng đôi sắc nghi bộ gáy đen nà xe ngà diện sư có bộ móc móc tim chui nạp đốt đốt đình nhạc trầm mà cô nàng tư đốt đốt đi đình nhạc trầm ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay cầm móc móc nàng nằm mi sắc kẹo bánh lên kẹo xìu thuốc lá hoặc ngự cả cảnh tiên ai xa bì tình nét như mì thiên cô nàng sao tình nhẹ nét nghi như mì dâng hoàng con tuất mã để ông bảy đi ông chân đồng
này khúc khúc đàn thông miệng cả tay gầy bốn năm giây nghe nó cầm mờ chiếc quạt hà cô tám che cánh bông hoa sen yêu yêu ai tày cô nàng chín yêu yêu ai tày ngày ngày cô chín dâng một lần đôi giày thắm phương hồng đấy lưng âm thương cô mang người thắt ni dài lưng âm cánh nghi ba giờ thi cô cầm đèn đồng cô bước đi xa chiêng bình ngọc đôi tay gà có giấc nghi lên cô thứ mười hai là cô bé Tân An mười hai các đàn cô nữ phó giá đôi bên hồng gió đón rước ông sen hoàn thanh gia hồi cung có đức hoàng mười trời nam có đức hoàng mười thank you.
bóng ông mười hôm nay thỉnh bóng ông mười sớm khuya nhang khói đăng nhang phục thờ chân kinh có chữ nam mô. Nam mô chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật. Hoàng vô ngự ông mười có pháp thân thông. Hoàng mười
trong tình nghệ á, tay thiền gió chén đi dịu đà. Nhất tuần sơn nâng lên điện ngọc để các cô nâng vàng, là mời dứt quan hoàng người sư. Các cô nâng mời dứt quan hoàng người sư. Tay tiên chúc nghi chén diêu đà, dâng nhị tuần nà dâng lên bì ngọc các cô dâng mời, giúp quan hoàng người xưa à xơi giúp ông người xưa. Hội quân quân tiên rót đi chén rượu đà, tâm chúc nghi nâng lên điện ngọc để các cô nâng mời, là mời rước quan hoàng người xưa. Các cô nâng mời ô là mời rước quan hoàng người xưa. Trong sự nghệ thơ
tới kinh đô. Có đêm quan hoàng mười đường về Nghệ An ngàn mây xanh thắm nắng như sớm long lanh núi hồng soi bóng sông la tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn xuân xa nghe danh thơm quan hoàng lừng vang xin cúi đầu thắp thắp một tuần nhang cầu xin có hoàng bà xuôi ngược nẻo đông đường tây bước chân đi quan hoàng đường lối sắp tay tìm đường đời gian nan khó nhọc vương mang ai nhất tâm mi quan hoàng ba nương bóng hoàng sẽ được bình an bởi gian lâm đàn tràng đệ tử này cầu mong đường kinh bái Phật tuyên kinh mà lầm lỡ điều chi con xin ông đại xá từ bi xa cho nghề hoàng người trần gian con nặng cắn cao sơ cùi xin ông mười ban tài tiếp lòng to dân con cùi xin ông mười ông về đồng tiếp lòng đề đá chầm hương thoáng ngát trong ngôi đền ông nghe người thao thức ngắm trăng mùa xuân dòng sông Lam nghe tiếng ai hò khoan để từ hôm nay dâng lời ca tiếng ca quan lớn tổ linh độ chi dân chúng cho nước Việt Nam giàu sang còn chúc cho ghế ông được đẹp bóng sáng đông người ta nam đi mắt mắt đông tây để bán buôn trong nghề được gặp mày con thì con vẫn miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng chứng tâm mừng nghi có mừng nghi có vui ngự đến đây ngàn hoa nở
hương bay ngào ngạt, là người quân quân tử vâng lệnh sai sát ngự đến đây, lại đem lộc tài cho khắp phố. Thuyền ai đậu, thuyền ai đậu, sông nghi nước mênh mang, có phải cô bờ nào đưa đầy treo nhịp treo, sức ông hoàng người lên sang bầy lâu nay, năm con mong tháng đời mà ngày chờ, hôm nay chúng con mới được gặp đức đức hoàng người trong đất đất nghề. Có chén rượu đào mà để kính chúc thằng Minh, chúc ghê hoa muôn thủ xuân thêm xuân nghĩ thọ trên xưa ngoài ba sâm lần sáng sơn còn mơ lệnh vua cha hoặc lệnh phong kiếm cờ xua loài sâm lăng phút phút ni tan không ngờ ai hoàn cả hàng xa theo gió mây bóng bóng về tiên trời nam xa khi linh thiêng nước nước non này mãi mãi được bình bình vâng lệnh vua cha hoặc xuống qua cõi trần, vâng lệnh mẫu vương hoặc giáng lâm lâm dương đầu hoàng về đây ngàn hoa thơm ngát nắng hương khói tuyền bay ra ra ngày mai khánh lắc lắc chuông lay khoác áo hoàng bào ngân ngọc nghĩ luôn rất rất ông người vô chân cả nghệ an thành ra hồi cùng nhang sáng mùi cơn gió đưa thì mời cô nhất cùng về chơi đến giờ Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Hà Nội Bắc Ninh cô nhất giáng sinh hết đến giờ thành ra hồi cùng cô đôi trên ngàn tiến sân vắn cô đôi trên ngàn nè bầu trời cảnh Phật phong quang bốn mùa. Bông mì lai là cảnh thiên thai tấu cô đôi thương nghề đại thai cô đang hầu vua hầu mẫu trong bờ tòa ý soi gương ấy à.
câu rằng ta tích ý bên kia cô toán trời hoàn hoàn du suối cùng
Cô sai quân hầu bắc giúp cậu nói nơi mẫu trên đề khoan hò dỗ mượn tóc mây cô sao ra
về chắc hay ý. Nở đầy khuất trăng thoạt hương ngầm đôi tay vòng bạc thẳng đường mượn nhì mượn tóc mây cô xa cả về ngọc hay xanh bông hoa cài cô bước quan thai lên đi hầu mẫu thượng người sở trang dẫn đi đi tấu tam thừa chứ mẫu yêu cô sao đến nà ý. Trên đời mới có một người kẻ gian tà nhất nhất niềm bực nghề không tha cô giáo thư phủ luyện để chú canh bà ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh đốt tiền tỏa sáng soi trong đền cô đẹp làm sao. Cô đi lên ngàn dây vườn phú co chim bay về trước khi độc đồng dù gì đàn chim bay về trước khi độc đồng mọi khi nó kêu dịu dít cùng có phen cô sót lại thấy người dân thành ra hồi cùng nghe có bảy đền thân na cũng thỉnh mời thái nguyên mò bạch vào ra sớm chiều ra cô tám đôi chè dân văn cô tám đôi chè hai sắc ba quầy xuống khe non ra có chín người đến trong một nguyên xưa có chín người đến trong nguyên ca cứu tinh hầu trong ba tờ thank you.
sơn cho xa xa hồ gấm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân thế soi trong làm người soi về sự lớp. Tình người ngược xuôi
cô làm lễ dâng nhang, dâng lên thắp bà mười phương độ trì, tay dâng nhang niệm niệm từ bi ý. Theo chờ đã chưa bán hàng cho hết cô đại mua hàng về ý. Xe ra hồi cùng bé nhỏ khôn thay nhất cậu hoàng, bé nhỏ khôn thay người mình cầu chăm chỉ làm việc quan trong bốn tòa. Phương cầu tấu cho
Phật Thánh mười phương. Thanh đồng đệ tử được thừa nương nghe trăm năm thời gian. Dâng lên kinh vua, dâng lên tạ mẫu, các cô khuyên mời là mời giúp cậu hoàng sơ. Hội yến tưng bừng ngày hôm nay hội yến tưng bừng, chén vui đông nghỉ, có chén đáng cùng để giúp cậu sơ. Vạn dặm băng qua con đường đèo, vạn dặm băng qua từ lúc cậu về Lào Cai. Tháng tám tiệc cha tổ truyền, tháng tám tiệc cha, tháng ba tiệc mẫu, cô bác nghèo hoa cậu đi trong đồng.